này các bạn. Vào rồi đó các bạn. Này mình móc mình nữa các bạn, mình móc mình thả lại các bạn. Mới liền xuống vô liền xuống ơi. Mới liền xuống là vào. Cái gì vừa không à? Cá núi xả chiên không à? Chứ không có cá hấp. Vào rồi Trung ơi. Vào nữa rồi Trung ơi. Cá nhỏ nhỏ không? Cá đực không? Ồ, dính. Cá nhà thấy mình dính cái vảy cá chép nè. Cái vảy của nó bằng lớn hơn ngón tay cái nữa ông ơi. Giờ đi bộ khó lắm. Vào rồi Trung ơi. Hả?
về cho bớt chứ ăn gì nổi. Cá này cho ai không, ai mà không thích. Vô nữa rồi Trung ơi. Năm nay nhiều Trung ơi. Nhưng mà chiên á, cá vừa vừa ăn ngon. Bây giờ vô nữa rồi Trung ơi. Nó đã cắn gần tàu luôn á mày. Thả châu châu như vậy mà nó cũng cắn nữa. Hết móc luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ mình chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn cái video kế tiếp mình xin dừng video tại đây nha các bạn. Xin chào tạm biệt. Bye bye.